Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán sản phẩm này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ màu đen, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng là hồ dán.
long. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hồ dán.
đây là một chú khủng long. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị. Thứ nhất là giấy thủ công. Thứ hai là một chiếc bút chì. Thứ ba là một chiếc kéo. Cuối cùng là hồ dán.